Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 và tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2022. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, đặc biệt là đại diện các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng. Qua 3 năm thực hiện phong trào cán bộ công chức viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 đã mang lại hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phong trào có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ hành động của cán bộ công chức viên chức trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở. Toàn tỉnh có nhiều mô hình cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hóa công sở đã và đang được các địa phương trong tỉnh triển khai áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hướng tới sự hài lòng của người dân. Hàng năm, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đều đạt mục tiêu đề ra trên 80%. Trong năm 2022, các phong trào thi đua đã có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 23 chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 thực hiện đạt và vượt 20 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 7,71%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Tăng trưởng trên cả 3 khu vực. GRDP bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng một người một năm, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị, các cá nhân tiêu biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Sóc Trăng phát triển toàn diện, vững chắc, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,5% đến 8% và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2023. Và đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao quyết tâm, càng khó khăn thì càng phải thi đua. Là tiếp tục quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt chỉ thị 34 ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác Hồ, người người thi đua, ngành ngành thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của từng ngành, lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với chủ đề Đoàn kết chủ động sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng thời phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, thực sự là động lực để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể thiết thực, năng động sáng tạo với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, đồng thuận cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cũng như giai đoạn năm 2021 và năm 2025. Dịp này có một tập thể và hai cá nhân được tặng huân chương lao động hạng nhì, 8 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng ba. Nhiều tập thể cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý, gồm cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng ngày 7 tháng 4, bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí thư tỉnh đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Triệu Thị Ngọc Diễm đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.
Tiếp theo, cử tri kiến nghị những vấn đề liên quan đến bình ổn giá thức ăn chăn nuôi, giá tôm thương phẩm để đảm bảo nông dân có lời, xử lý nghiêm người kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xem xét ưu tiên cho đối tượng con liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh khi khám bệnh tổng quát, tuyến trên không phải đóng phí. Có bảo hiểm y tế nhưng khi khám điều trị bệnh phải đóng thêm nhiều khoản phí, mua thuốc ngoài danh mục. Cử tri xã Gia Hòa 1 còn kiến nghị việc giải quyết chính sách cho gia đình có công với cách mạng, làm đường giao thông đảm bảo an toàn lưới điện. Những kiến nghị được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên và các ngành giải trình. Đối với những ý kiến ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sắp tới.